Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch sư chứng minh. Kính thưa quý Phật tử, kính bạch sư. Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần lễ Vu Lan. Từ sáng đến giờ quý Phật tử được trở về chùa, được dự lễ tụng kinh, cúng dường chay tăng xớt bát và tham dự lễ quy y Tam Bảo. Trong mùa Vu Lan năm nay, chúng ta còn hai buổi lễ nữa, đó là buổi lễ nghe thuyết pháp hôm nay và sau đó là buổi lễ cài hoa. Trong một tuần vừa rồi, quý vị đã trở về chùa, được tu học, được giữ giới, được nghe pháp, được hành thiền, được tụng những bản kinh về công ơn cha mẹ. Hãy tin rằng ít nhiều quý Phật tử đã hiểu thêm sự sâu sắc công ơn cha mẹ. Mong rằng sau cái tuần lễ Vu Lan năm nay, quý vị trở thành một người con có hiếu, biết ơn cha mẹ và đền ơn đến cha mẹ. Vào tối hôm qua, quý vị đã được nghe một bài pháp thoại sư giảng về chủ đề phương pháp thực hành thiền tuệ. Vào tối hôm nay thì thầy có cung thỉnh sư giảng một tiếng với chủ đề là liên quan đến công ơn cha mẹ. Và xin thưa quý vị là sư ở ngoài tỉnh Thái Bình đi vào đây rất là xa. Lát nữa giảng xong thì 9 giờ sư ra lại sân bay, bay về Hà Nội rồi về lại Thái Bình. Dự định là 3-4 giờ sáng mới về tới chùa. Và công việc của sư mà hằng ngày ở tại chùa rất là nhiều việc, và nhất là sư chỉ dạy cho các vị thiền sinh tu tập. Sư thương tưởng đạo tràng của chúng ta đã trở về đây trong 2 ngày và có 2 bài pháp thoại đến quý Phật tử. Và xin quý Phật tử hãy niệm ơn và biết ơn từng lời pháp của sư, cũng như mong rằng những lời pháp của sư sẽ lọt vào tâm của quý vị làm nền tảng để cho quý vị tu tập. Chúng con kính bạch sư, vào giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh sư khai pháp. Trước khi giảng pháp thì xin mời toàn thể đạo tràng cùng niệm Nam Mô Tát Sa 3 lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Kính thưa quý thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì vào những ngày này thì tất cả những người Phật tử theo truyền thống văn hóa tín ngưỡng của Phật giáo Việt Nam thì đều trở về các chùa để lễ Phật, tạo phước hồi hướng cái công đức ấy nên các đấng sinh thành, còn hiện tại cũng như đã quá vãng. Và đó là cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu để cho những người con Phật ôn lại những cái lời dạy của Đức Phật về cái tinh thần hiếu hạnh để trả nghĩa cho các đấng sinh thành, mẹ cha. Thì hôm nay ở tại chùa An Lạc đây thì các Phật tử cũng về dự cái buổi lễ Vu Lan báo hiếu này. Thì vào giờ này thì sư cũng nên có một thời pháp thoại để chia sẻ đến tất cả các Phật tử về dự lễ Vu Lan hôm nay. Bài pháp có chủ đề là báo hiếu là tế độ cha mẹ giải thoát khổ đau. Thì tất cả mọi người sinh ra ở trên cuộc đời này thì ai cũng có cha mẹ
thì giữa cha mẹ và con cái cũng như con cái đối với cha mẹ thì luôn luôn có một cái thâm tình, một cái tình cảm thân thương, nó gắn kết rất là thâm sâu, mạnh mẽ. Và đối với những cái người con thì ai cũng mong muốn những cái điều tốt lành cho cha mẹ mình, đó là mong cho cha mẹ còn hiện tiền thì được sống lâu, mạnh khỏe, an vui, có trí tuệ sáng suốt, như là sau này khi cha mẹ lâm chung thì được sinh về cái cõi an vui, thoát khỏi những cái khổ đau trên cuộc đời. Vì cái tình cảm giữa con cái với cha mẹ rất là sâu nặng như vậy, cho nên là có những người con mình sẽ làm tất cả những gì có thể để tạo được cái sự lợi lạc, cái sự lợi ích cho cha mẹ. Cũng như vậy, cái người cha mẹ cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để có được cái lợi lạc, cái lợi ích cho con cái của mình. Thì đó là cái lẽ thường ở đời, dù cái người có học đạo hay không học đạo, thì cái tình cảm giữa cha mẹ và con cái cũng như là con cái với cha mẹ thì nó vẫn luôn là một cái tình cảm rất là thiêng liêng, rất là gắn bó, rất là tha thiết. Nhưng đối với những người có học đạo, có trí tuệ sẽ biết được cái con đường nào là cái con đường đưa đến cái sự an vui lâu dài, và có những cái con đường nó chỉ đem lại cái sự khổ đau, hoặc là nó chỉ đem lại cái sự an vui ở cái mức độ tương đối giả tạm ngắn ngủi ở cái trước mắt này, nhưng mà đôi khi nó lại để lại cái hậu quả khổ đau ở tương lai. Vì vậy cho nên cái người con muốn có lợi lạc, lợi ích cho cha mẹ, muốn báo đáp được cái thâm ân của cha mẹ, thì những cái người con ấy có cái tấm lòng hiếu hạnh đã là quý rồi, nhưng cái tấm lòng hiếu hạnh ấy nó cần phải được đi kèm với trí tuệ. Tức là phải có cái trí tuệ mới biết được cái hạnh hiếu hay là cái sự an vui cho cha mẹ như thế nào, nó sẽ đạt được cái sự an vui lâu dài. Như là có những người con vì muốn lợi lạc cho cha mẹ ở trước mắt, vì ấy có thể làm những cái việc tội lỗi như là sát sinh, vì cái hành động sát sinh ấy có thể đem lại cái lợi lạc an vui ở trong hiện tại này, có thể trộm cắp, có thể tà dâm, lừa dối, uống rượu hay là làm những cái việc tội lỗi khác có hại cho những cái người không thuộc về cái người thân thương của mình, cho những cái chúng sinh không phải là cái người thân của mình, mà để mình làm lợi lạc cho bản thân mình và làm lợi lạc cho những người thân của mình, thì đó là một cái hành động mà có cái tâm tốt với những người thân, nhưng mà nó thiếu cái trí tuệ, nó có thể để lại cái hậu quả đó là khổ đau lâu dài về tương lai. Vì vậy nên là với một cái người có trí tuệ, có học đạo thì mình mới biết được cái đạo hiếu, cái con đường báo hiếu nó rất là thâm sâu, như là trong cái truyền thống của Phật giáo phát triển, có cái tích truyện Ngài Mục Kiền Liên phải đi xuống dưới địa ngục để cứu mẹ. Thì đó là một cái nấy, đó là một cái tấm gương hiếu hạnh, là cái tấm gương đại hiếu để cho mọi người thức tỉnh, biết được rằng là ngoài cái cõi sống của mình đây, khi chết đi rồi nó chưa phải là hết, mà nó sẽ còn có những cái cõi khác nữa, có những cái cõi khổ đau và có những cái cõi an vui. Vì vậy một cái người con hiếu hạnh thì mà mình phải đừng để cho cha mẹ mình sau khi chết phải đọa vào địa ngục, bởi vì chắc chắn mình sẽ không có thần thông để đi xuống địa ngục mà độ được cha mẹ, giải thoát cha mẹ khỏi địa ngục được. Nhưng những cái người con có trí thì sẽ biết được cái con đường nào là cái con đường sẽ dẫn đến địa ngục, sẽ đi đến địa ngục, sẽ đi đến cái khổ đau, và biết cách ngăn ngừa không để cho những cái người thân thương của mình đi vào cái con đường ấy, và cái con đường nào là cái con đường đi đến cái sự an vui, đến cái sự giải thoát,
thì mình có thể khích lệ, hướng dẫn cho những người thân thương của mình đi vào cái con đường ấy, thì ấy là cái tấm lòng hiếu hạnh của mình, nó có cái trí tuệ, nó khác với lại những cái người ở trên cuộc đời. Mình chỉ mong muốn những cái điều tốt đẹp đến những cái người thân, nhưng mà mình không biết được những cái điều tốt đẹp ấy nó từ đâu mà đến, như là những cái khổ đau bất hạnh nó từ đâu mà ra, hoặc là người ta tin theo những cái tà thuyết, những cái pháp mê tín dị đoan ở trên cuộc đời, cho rằng là những cái sự an vui ấy có thể thành tựu được bằng những cái lễ đàn, bằng những cái pháp tế tự, nhất là trong những cái ngày tháng rằm tháng 7, hướng về những cái cô hồn, những cái người thân đã quá vãng này, người ta làm rất là nhiều cái việc tế lễ, và người ta nghĩ rằng nó có cái lợi lạc, nó có lợi ích. Và người ta không biết được rằng những cái hành động, những cái việc làm như vậy có đem lại cái kết quả gì hay không. Còn đối với một cái người có học đạo thì cái vị ấy mới biết được cái con đường nào là cái con đường đi đến cái hạnh phúc an vui, và cái con đường nào là con đường đi đến khổ đau. Thì với một cái người thông thường ở trên đời thì mình sẽ thấy rằng trên đời có những cái người cha mẹ thì được sống lâu, tuổi thọ lâu dài, có sức khỏe, có được cái sự an vui, nhưng mà cũng có những cái người thì bất hạnh. Cha mẹ mình sẽ qua đời ở cái tuổi còn trẻ, để lại cho những cái người con cái sự mồ côi rất là thương nhớ, khổ đau. Hay là cũng có những người cha mẹ thì có được cái sự mạnh khỏe, có cái sự an vui hạnh phúc trên cuộc đời này. Và cái người mà có trí tuệ thì sẽ nhìn nhận, sẽ biết được rằng trong cái giáo pháp của Đức Phật dạy, thì cái người nào mà có những cái hành động tội lỗi về thân, như là có cái sự sát sinh, giết hại mạng sống của chúng sinh khác, thì cái hành động ấy là đang gieo một cái nhân tội lỗi, bất hạnh, khổ đau. Tức là từ cái nhân của cái sự giết hại những cái chúng sinh muôn loài ấy, nếu như cái người ấy mà đã tích tụ, tích lũy, chất chứa những cái ác nghiệp ấy trong một thời gian lâu dài, cho đến khi chết cũng không có cái sự hổ thẹn, không có cái sự ghê sợ những cái tội lỗi ấy, không có cái sự sám hối, không có cái sự từ bỏ, thì cái người ấy chắc chắn cái với cái nhân ấy, với cái ác nghiệp ấy, với cái hành động ấy, thì chắc chắn sẽ phải đọa vào những cái cõi khổ, như là đi vào địa ngục hoặc tái sinh làm súc sinh, chứ không thể tránh khỏi những cái khổ đau ấy được. Vậy thì với một cái người con có trí tuệ, có học đạo, có cái sự hiểu cái đạo lý, thì quan sát nhìn nhận những cái hành động của cha mẹ, hay là cái khuynh hướng, cái tâm lý của cha mẹ, biết được những cái thiện nghiệp, cái ác nghiệp của cha mẹ, thì sẽ biết được tương lai cha mẹ mình đi về đâu. Thì với một cái người có học đạo, hiểu đạo như vậy, mình biết được rằng những cái hành động này chắc chắn sẽ để lại cái quả báo, như là sinh vào địa ngục, hoặc có sinh lại làm người thì cũng chịu cái quả báo, đó là chết sớm hoặc là ốm đau bệnh tật. Vì vậy cho nên là cái người con ấy cần phải có cái sự khích lệ, hướng dẫn, động viên cha mẹ từ bỏ những cái hành động, những cái tội lỗi, những cái ác nghiệp, như là từ bỏ sát sinh ấy. Nên Đức Phật có dạy rằng là dẫu một cái người một vai cõng mẹ, một vai cõng cha đi suốt cả trăm năm, thì cũng không vì vậy mà đã trả ơn đầy đủ được cái công ơn của cha mẹ. Nhưng nếu như mà một cái người nào mà thấy cha mẹ là một cái người không có đức tin, mà có thể khích lệ, hướng dẫn, khuyến khích cho cha mẹ an trú vào trong đức tin, thì cái người ấy đã trả ơn đầy đủ, xứng đáng đối với cái công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ rồi. Vậy thì để mình có thể hướng dẫn cho cha mẹ
mình, khuyến khích cho cha mẹ mình có đức tin, thì cái việc ấy, nếu như mình là một cái người có cái khả năng có thể thuyết phục, có thể hướng dẫn cho cha mẹ mình có được cái niềm tin về nhân quả nghiệp báo, thì mình có thể thuyết phục và hướng dẫn cho cha mẹ mình khởi nên đức tin ấy. Còn nếu không thì mình cần phải hướng dẫn cho cha mẹ mình thân cận đến những cái bậc chân nhân, đến những bậc có trí tuệ, đến những bậc thiện tri thức ở trên cuộc đời, thì để cho cha mẹ được gặp những cái chánh pháp, để tránh xa được những cái tà pháp ở trên cuộc đời. Như là có những người hướng dẫn cho cha mẹ mình, khuyến khích, động viên, ủng hộ cho cha mẹ mình quy y tam bảo, thọ trì tam quy ngũ giới. Đấy là cái người đang hướng dẫn, đang an trú cha mẹ mình vào trong đức tin. Nếu như cha mẹ chưa thọ trì tam quy, chưa trở về với Phật Pháp Tăng, mà một cái mà cha mẹ mình có trở về với Phật Pháp Tăng, có đức tin vào cái Đức Phật, có đức tin vào những cái lời dạy của Đức Phật, và có thực hành những cái lời dạy ấy, thì chắc chắn cha mẹ mình sẽ không đi vào những cái khổ đau ở trong tương lai. Thì đấy là một cái sự tế độ cho cha mẹ thoát khỏi cái khổ đau. Cũng như vậy thì những cái người ở trên đời không học đạo, không hiểu đạo, thì người ta không biết được cái mình có mặt ở trong cái đời quá khứ, có những cái tiền kiếp quá khứ hay không, tức là mình từ đâu mà sinh về cái cõi đời này, rồi từ cái cõi đời này sẽ đi về đâu. Thì với một cái người có học đạo, có hiểu đạo, thì mình mới biết được rằng là nó có những cái nhân quả, những cái nghiệp báo. Vì có những cái tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời này đều trôi nan ở trong cái vòng luân hồi tái sinh, có vô số những cái đời kiếp về trước, có những cái đời kiếp ở hiện tại, và cũng có những cái đời kiếp ở tương lai. Vì vậy cho nên là có những cái nhân quả, có những cái nghiệp báo, có những cái việc mà mình nên làm, có những cái việc mà mình nên tránh xa. Thì đấy là nếu như cha mẹ là một cái người chưa có giới hạnh, tức là chưa biết giữ giới, chưa biết thọ trì tam quy ngũ giới, thì những cái người con cần phải hướng dẫn, khuyến khích, an trú cho cha mẹ vào trong giới hạnh. Thì đó là những cái giới mà Đức Phật dạy là hãy từ bỏ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói những cái lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói những cái lời nhảm nhí, phù phiếm, vô ích, và bỏ những cái hành động như là uống rượu và các chất say. Thì đấy là cái người có giữ cái giới thiện lành ấy, thì trong tương lai sẽ không bị sinh vào những cái cõi khổ như địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Và những cái người, nếu như là những cái người con mà có cha mẹ đã biết an trú vào trong đức tin, có quy tam bảo Phật Pháp Tăng, có giữ giới, và vì ấy có biết làm những cái phước thiện như là biết bố thí cúng dường, tạo những cái công đức phước lành rồi, thì biết rằng cái con đường ấy, cái đạo lộ ấy, chắc chắn sau này cha mẹ sẽ sinh về cõi thiên giới, hoặc sinh trở lại làm người, được hưởng những cái phước lành như là sống lâu, mạnh khỏe, an vui, có sắc đẹp, có trí tuệ. Thế thì những cái người con ấy, mình có cái cơ hội để báo hiếu hay không? Mình có thể tế độ cha mẹ như thế nào nữa? Thì mình sẽ thấy được rằng có cái tấm gương về cái hạnh hiếu, đó là chính là Đức Phật. Khi mà Hoàng hậu Ma Gia đản sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày, thì Hoàng hậu đã lìa từ trần và sinh về cõi trời Đâu Suất. Và sau này khi Đức Phật tu tập đã đắc đạo, trở thành một bậc giác ngộ rồi, Ngài vẫn không quên cái thâm ân của mẫu thân đã sinh thành ra cái tấm thân của mình, và Ngài đã quyết định nên cõi trời đao nợi trong 3 tháng mùa mưa để thuyết vi diệu pháp, cũng là để tế độ cho mẫu thân. Vậy thì ngay cả khi những cái người cha mẹ
đã có được những cái phước lành, đã tạo ra được những cái công đức, được sanh về thiên giới rồi, thì như thế cũng chưa chắc là đã thoát khỏi những cái khổ đau. Bởi vì nếu như mà một cái người mà còn những cái nhân bất thiện ở trong tâm, tức là trong tâm còn những cái phiền não, còn những cái tham, còn những cái sân, còn những cái si, thì cái nguy cơ có thể tái sinh trở lại địa ngục trong tương lai cũng là không tránh khỏi. Vì vậy, ngay cả khi cha mẹ đã được sinh về thiên giới rồi, thì những cái bậc có đại trí cũng không vì vậy mà đã an tâm, đã nghĩ rằng cha mẹ đã an toàn và vẫn còn phải tế độ cho cha mẹ đi đến chấm dứt khổ đau hoàn toàn tuyệt đối nữa. Cho nên Đức Phật đã lên cái cõi trời Đao Lợi thuyết pháp và tế độ cho mẫu thân cho đến khi bà giác ngộ được chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả niết bàn rồi, thì lúc ấy mới thực sự là đã làm xong cái phận sự của cái người con hiếu hạnh, của những cái của một cái người con đã làm xong cái phận sự, tức là đã báo đáp xứng đáng đầy đủ cái ân đức sinh thành của mình đối với cha mẹ mình. Thì đối với lại những cái người còn cha mẹ ở hiện tại này, mình sẽ có những cái người cha mẹ thì theo tà kiến có ác giới, thì cái người con mình cần phải hướng dẫn cho cha mẹ trở về quy tam bảo và thực hành những cái thiện pháp, tu tập các cái giáo pháp. Còn đối với những cái người cha mẹ cũng đã biết quy tam bảo rồi, thì những cái người con cần phải ủng hộ, hộ trì cho cha mẹ mình tu tập như thế nào để hướng đến đoạn trừ những cái phiền não, đoạn trừ các cái pháp khổ đau. Thì với một cái người ở trên thế gian, người ta có thể tạo ra những cái phước hữu nộng và có những cái phước thuộc về vô nộng. Nếu như mà một cái người mình chỉ biết hướng đến mong cầu những cái phước lành ở thế gian này hoặc là ở cái cõi thiên giới, thì những cái phước ấy nó chỉ tạm bợ, nó chỉ ngắn ngủi trong một cái thời gian giả tạm thôi. Nên là Đức Phật nói rằng dẫu một cái người con có thể an trú cha mẹ vào những cái hạnh phúc tối thượng ở thế gian, như là làm đến cái địa vị của một vị vua chuyển luân thánh vương, có những cái tài sản tối thượng, có những cái quyền lực tối thượng, có những cái danh vọng tối thượng, thì cũng không vì vậy mà đã là báo hiếu đầy đủ, đáp ứng đầy đủ cái ân đức của cha mẹ đối với con cái. Như vậy thì đối với những người con, dù mình có chỉ có thể có những cái hiếu hạnh, đó là mình giúp cho cha mẹ có được cái cuộc sống sung túc đầy đủ về vật chất ở cái đời sống hiện tại này, thì cái điều đó cũng chỉ là một cái sự an vui ngắn ngủi và giả tạm. Bởi vì ở trong cái kiếp sống này nó rất là ngắn ngủi so với lại những cái đời sống ở các cái cõi khác, như là các cái cõi thiên giới, thì cái tuổi thọ lâu dài hơn, hưởng những cái lạc thú còn lâu dài và đầy đủ sung mãn hơn ở cái thế gian này rất nhiều. Mặc dù như vậy nhưng Đức Phật vẫn không tán thán cái đời sống hạnh phúc sung túc ở cái thế gian này, cũng như không tán thán cái hạnh phúc ở cái cõi thiên giới, ở cái cõi dục giới, hay là cõi sắc giới, hay là cõi vô sắc giới, mà Đức Phật chỉ tán thán cái hạnh phúc tối thượng, đó là cái hạnh phúc của cái sự giác ngộ được chân lý, của cái sự giải thoát khổ đau. Vì vậy chỉ khi nào một cái người đã quy tam bảo, đã hiểu giáo pháp rồi mà có cái sự thọ trì, có cái sự thực hành cái giáo pháp ấy, tức là có cái đời sống chánh niệm trong cái cuộc sống hàng ngày, thì lúc đấy cái người ấy mới thật sự là có cái khuynh hướng đi đến chấm dứt khổ đau được. Vậy thì chỉ khi nào cha mẹ mình biết thọ trì một cái pháp môn tu tập
Tức là nếu như có quy tam bảo thì cái vị ấy phải biết được những cái phương pháp để chánh niệm, để tưởng niệm, để chuyển hóa được cái nội tâm. Như là vị ấy có thể tưởng niệm đến ân Đức Phật, Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, là một bậc đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si, nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác, là bậc minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Khi mà một cái người có thể sống được ở trong chánh niệm, tâm luôn tưởng niệm, luôn ghi nhớ đến cái ân đức của Đức Phật như vậy, thì sẽ làm cho những cái phiền não tham sân si ấy nó giảm bớt, và làm cho cái trí tuệ càng ngày càng trở nên thức tỉnh hơn, càng trở nên sáng suốt hơn, và có cái khuynh hướng hướng về cái con đường giác ngộ như Đức Phật đã giác ngộ, hướng đến cái sự giải thoát như Đức Phật đã được giải thoát. Thì đấy là cái lợi lạc, cái lợi ích của một cái người có đức tin, có cái niềm tin thâm sâu vào Đức Phật. Và vì ấy, khi đã có niềm tin thâm sâu vào Đức Phật rồi thì sẽ có cái niềm tin thâm sâu vào giáo pháp. Vì ấy tưởng niệm đến giáo pháp, như giáo pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí giác hiểu. Thì cái một cái người luôn luôn tưởng niệm đến giáo pháp như vậy, lấy cái giáo pháp ấy là cái pháp môn để mình tu tập, để mình ghi nhớ, để mình tưởng nhớ như vậy, thì sẽ làm cho cái nội tâm được thanh tịnh, diệt trừ những cái phiền não tham sân si, và cũng sẽ có cái khuynh hướng thực hành cái giáo pháp ấy để đi đến cái sự giải thoát, chấm dứt khổ đau ở trong ngày vị lai. Vì ấy quy tăng, vì ấy tưởng niệm đến ân đức tăng, thiện lành là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng tăng đệ tử của Thế Tôn, chánh hạnh là chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Thì chúng tăng đệ tử của Đức Thế Tôn đáng được tôn trọng, đáng được cung kính, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời. Khi mà một cái người có quy tam bảo như vậy thì sẽ có những cái pháp môn như vậy để mình tưởng nhớ, có những cái ân đức của tam bảo để tưởng nhớ, có một cái chánh niệm để ghi nhớ ở trong tâm như vậy, thì cái tâm ấy sẽ càng ngày càng giảm bớt những cái ô nhiễm, những cái dục tham, những cái sân hận, những cái tà kiến ở thế gian đi, và những cái đức tin ấy càng ngày sẽ càng thâm sâu hơn, và đến một lúc có thể thực hành đến những cái pháp cao cả, cao thượng hơn nữa. Rồi khi đã thọ trì những cái giới hạnh rồi thì vị ấy sẽ giữ gìn những cái giới ấy cho nó được thanh tịnh, và vị ấy có thể tưởng niệm đến cái pháp niệm giới, như là quả thật các giới mà ta đang thọ trì không có bị ô nhiễm, các giới ấy không có bị nủng, tức là không có bị đứt, không có bị vụn nát, không bị nhiễm ô, và cái sự hoan hỷ trong cái sự thực hành giới ấy, thì đó là có một cái pháp để mình chánh niệm, để mình sống trong cái chánh niệm tỉnh giác ấy. Nên là Đức Phật dạy rằng đệ tử Gotama phải luôn luôn tỉnh giác, không luận ngày hay đêm, tưởng Phật ân Phật Đà tưởng niệm. Thì đệ tử Gotama phải luôn luôn tỉnh giác, không luận ngày hay đêm, tưởng chánh pháp thường niệm. Đệ tử Gotama phải luôn luôn tỉnh giác, không luận ngày hay đêm, ân đức tăng thường niệm. Rồi cái vị ấy cũng chưa có dừng lại ở cái mức độ, cái sự thành tựu như vậy, mà vị ấy cần phải tu tập những cái pháp cao thượng hơn nữa. Vậy thì những cái người con mình mà biết được cái đạo lộ hay là cái tâm lý, cái khuynh hướng của những người cha mẹ mình, thì mình cần phải khuyến khích, khích lệ, động viên cho cha mẹ tu tập các cái giáo pháp ấy càng ngày càng cao hơn. Như là khi đã tu tập được những cái pháp căn bản, như là có đức tin, tưởng nhớ được ân đức Phật Pháp Tăng, có thọ trì, có giữ giới rồi, thì cần phải hướng dẫn cho cha mẹ tu tập những cái pháp để phát triển về cái nội tâm, như là phải luôn luôn có cái chánh niệm tỉnh giác, nhận thức ra được
cái thân tứ đại vô thường giả tạm này, tức là cái thân này nó sinh thì nó phải có già, có bệnh và có chết. Tưởng niệm về cái sự chết, biết rằng cái cuộc sống này là giả tạm, mong manh, vô thường, rồi thực hành những cái pháp về thiền chỉ, thiền định, thực hành những cái pháp về thiền tuệ, thiền quán thì mới có thể rốt ráo đi đến cái sự giác ngộ, đi đến cái sự giải thoát, đi đến chấm dứt khổ đau được. Thì đấy là cái người con cái mà có cái tâm hiếu, có cái đạo hiếu và biết được cái đạo nộ để có thể dẫn dắt được cha mẹ đi đến giải thoát giác ngộ, chấm dứt khổ đau, có cái sự khích lệ cho cha mẹ tu tập ở những cái mức độ từ thấp đến cao. Nhưng mà cái khuynh hướng thông thường thì những cái người con cái luôn luôn có cái ảnh hưởng bởi những cái tư tưởng của cha mẹ, cho nên cổ nhân mới nói có cái câu nói rằng là nhân từ tái xuất nhân từ tử, hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận nhi. Nếu như mà những cái người cha mẹ là những cái người có hiếu thuận thì sẽ sinh ra những cái người con hiếu thuận. Cũng như vậy, nếu như bây giờ là những cái bậc cha mẹ mà muốn cho con cái của mình tương lai trở thành những cái người con hiếu thảo, những cái người con hiếu thuận đối với bản thân mình, thì cái bản thân mình cũng phải là một cái người có hiếu thuận đối với các cái đấng bề trên, đối với cha mẹ mình, thì sau này con cái sẽ hiếu thuận lại với mình. Nhưng mà nếu như con cái là những cái người còn trẻ thơ mà cha mẹ đã có thể khuyến khích, hướng dẫn cho con cái hướng về tam bảo, biết học đạo, biết tu tâm từ nhỏ, thì những cái người con ấy sẽ có được cái trí tuệ, sẽ có được cái tâm hiếu hạnh, sẽ có được cái đạo hiếu cao thượng. Vì vậy cho nên là cha mẹ cũng phải nhìn ra được cái khuynh hướng, cái tâm lý, cái hành động thiện lành của con cái mình, tức là biết được những cái thân hành, khẩu hành, ý hành của con cái mình. Nếu như mà con cái chưa có đức tin thì cha mẹ phải an trú, phải khuyến khích cho con cái có cái đức tin đối với tam bảo, có cái khởi lên được những cái tâm thiện, biết tu tập, biết giữ giới và biết học, biết hành những cái lời Đức Phật dạy, thì những cái người con ấy sau này sẽ trở thành những cái người con hiếu hạnh, những cái người con đại hiếu ở trên cuộc đời, giống như là là tích truyện của ngài Mục Kiền Liên có thể độ được cha mẹ ở dưới địa ngục, hay là Đức Phật có thể lên được cái cung trời Đao Nợ, có thể tế độ được mẫu thân của mình đi đến Niết Bàn giải thoát khổ đau. Mà đối với lại có những cái người thì mình có cái phúc lành là cha mẹ còn hiện tiền ở trên thế gian, mình có thể học đạo tu tâm để đi đến cái sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà cũng có những cái người thì cha mẹ đã qua đời và mình không biết rằng cha mẹ mình đã sinh về cái cõi nào, đã tái sinh về cái cõi nơi đâu. Vậy thì cái người con ấy biết báo hiếu cha mẹ như thế nào cho nó xứng đáng. Đức Phật cũng có dạy rằng đối với một cái người con, khi mà mình làm một cái việc phước thiện gì đó như lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, mình có thể hồi hướng chia những cái phước lành ấy đến tất cả những cái thân bằng quyến thuộc đã quá vãng và hiện tại, thì có thể cha mẹ mình sẽ ở một cái cõi nào đấy, có thể hoan hỷ, tùy hỷ với những cái công đức của những cái người con, của những cái thân bằng quyến thuộc, từ đấy mà có thể sanh về cái cõi an lành. Nhưng mà Đức Phật cũng dạy rằng ta không thật khó có thể thấy một cái người nào, một chúng sinh nào ở trên đời chưa từng là cha mẹ của mình. Đấy là ở trong cái luân hồi bất tận như vậy, trong cái dòng luân hồi này, Đức Phật cũng nói rằng là sữa mẹ mà những cái mà chúng ta đã uống có khi còn nhiều hơn nước ở bốn biển. Như vậy thì cái trong cái luân hồi bất tận khởi đầu không thể biết rõ được, và mình đã từng có cái nhân duyên thân bằng quyến thuộc là cha mẹ
với rất nhiều người ở trên thế gian này. Vậy thì với một cái người mà luôn luôn có cái tâm lý, có cái ý thức, có cái tư tưởng cho rằng là tất cả mọi người đều là cha mẹ mình, đều là thân bằng quyến thuộc của mình, thì cái người ấy sẽ không có cái sân hận, sẽ không có cái ác ý, sẽ không có cái tâm não hại hay là có cái tâm bất thiện, bất kính đối với một ai. Thì cái người ấy mình có thể tôn trọng tất cả mọi người, mình có lòng từ mẫn, bao dung, bao na, độ lượng đến với tất cả mọi người, thì đấy là cái người đang sống trong một cái tinh thần gọi là hiếu hạnh, vô lượng vô biên. Ê, người ấy sẽ vì mình luôn luôn coi mọi người là những người thân bằng quyến thuộc ấy, cái người ấy sẽ có được cái tâm từ ái, tức là cái tâm từ của mình sẽ mở rộng được đến tất cả chúng sinh, phía trên lên đến mãi đến vô cùng và phía dưới đến tận A Tỳ Ngục. Thì trong cái thế giới vũ trụ vô biên ấy có vô số chúng sinh, vô số những người đã từng là cha mẹ của mình. Vậy cái người ấy mình có thể rải cái tâm từ ấy, cầu mong cho tất cả những cái chúng sinh được an vui, hạnh phúc, hay là mình có thể mong cho tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi những cái nỗi nguy hiểm về chiến tranh, về dịch bệnh, về thiên tai, về tai nạn, thoát khỏi những cái nỗi rủi ro bất hạnh, thoát khỏi những cái nỗi khổ về thân, thoát khỏi những cái nỗi khổ về tâm, được an vui, hạnh phúc. Với một cái người có cái từ tâm quảng đại, vô lượng, vô biên như vậy, thì điều ấy trong số rất nhiều chúng sinh ấy sẽ có vô số những người đã từng là cha mẹ mình, đã là cha mẹ mình, đang là cha mẹ mình, hoặc sẽ là cha mẹ mình ở trong tương lai hết. Thì đấy cũng là một cái tinh thần mà mình có thể thực hành được, thực hiện được khi mà mình không biết cha mẹ mình đã sinh về đâu. Hoặc là vì ấy mình có luôn luôn khởi lên một cái tâm mong muốn cho tất cả chúng sinh thoát khỏi những cái nỗi khổ đau sinh tử, biết rằng là tất cả chúng sinh do vô minh, do tham ái, do cái sự chấp trước, do những cái sân hận, do những cái tà kiến si mê, cho nên đã tạo ra rất nhiều những cái tội lỗi, cho nên phải tái sinh vào những cái cõi khổ đau, phải luân hồi trong tam giới. Vậy thì tất cả những cái chúng sinh ở trong tam giới này, mình luôn luôn có cái tình thương, mong muốn cho tất cả chúng sinh ấy thoát khổ đau, thì cái người ấy sẽ mong muốn cho tất cả mọi người được học giáo pháp, mong muốn được lan tỏa cái giáo pháp rộng rãi đến tất cả mọi chúng sinh ở trên cuộc đời này, để bằng tất cả những cái điều gì mà mình có thể làm được, mình có thể hộ trì được, mình có thể phát triển được cái giáo pháp của Đức Phật đến với mọi người từ gần đến xa, không luận là cái người thân hay là cái người xa lạ, để tất cả mọi người đều là thân bằng quyến thuộc của nhau. Thì với một cái người làm được cái việc ấy, tế độ được rất nhiều người đến với Phật Pháp, giải thoát khỏi cái khổ đau, thì cái người ấy cũng đang là thực hành được cái hiếu hạnh đối với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Thuở xưa Đức Phật đi thuyết Pháp, có hai vợ chồng của một cái người nọ thấy Đức Phật liền ôm chân Đức Phật và nói rằng: "Ôi con trai của ta, con đi đâu mà không về thăm ta, đã lâu ngày cha mẹ rất là thương nhớ con hãy trở về với cha mẹ." Và lúc ấy Đức Phật đã theo hai vợ chồng của cái người bà La Môn này vào trong nhà và đã thọ trai ở nhà của cái vợ chồng bà La Môn này, sau đó thuyết giảng Phật Pháp. Thì cả hai vợ chồng này đều chứng đắc được đạo quả, đều chứng đắc được thánh quả và giải thoát khổ đau. Rồi sau đó các vị tỳ kheo mới nói rằng: "Tại sao hai cái vị bà Na Môn ấy lại gọi Đức Phật là con, mà khi Đức Phật thuyết Pháp họ lại có thể giác ngộ được chân lý, lại có thể chứng đắc được đạo quả?" Thì Đức Phật nói rằng: "Với cái người nam ấy, với cái người đàn ông ấy đã trải qua 500 đời là cha ta, trải qua 500 đời là ông ta, trải qua 500 đời là cậu ta. Còn người nữ ấy đã trải qua 500 đời là mẹ ta, trải qua 500 đời là bà ta, trải qua 500 đời là dì của ta.
Chính vì cái thân thâm tình nó thâm sâu như vậy, cho nên khi gặp nạn cái vẫn người ta vẫn cảm nhận được như là cái người này là con cái của mình, như là cái người này là những cái người thân thương của mình. Cũng như vậy, trên cuộc đời này sẽ có rất nhiều người là thân bằng quyến thuộc, là cha mẹ của mình, nhưng mà vì bị luân hồi tái sinh che nấp, mình không thể nào nhận biết ra được. Nếu như mình gặp bất cứ một ai mà mình có thiện cảm với người ấy, có cái sự hoan hỷ với người ấy, có cái tình thân ái với cái người ấy, thì có thể người đấy đã từng là cha mẹ mình. Vì vậy cho nên với một cái người có cái lòng từ bi quảng đại, vô lượng vô biên như vậy, thì cái người ấy sẽ làm cái lợi lạc cho tất cả mọi người, dù là những cái người ở là người thân của mình, hoặc là những cái người không phải là thân bằng quyến thuộc ở đời này, nhưng là thân bằng quyến thuộc của nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Như vậy thì theo như cái pháp Đức Phật dạy, nếu như mà mình có thể làm được cho mọi người có đức tin với Tam Bảo, thì đấy là cái sự báo hiếu thù thắng, cái sự báo hiếu có thể hướng dẫn cho những cái người thân bằng quyến thuộc của mình đi đến giải thoát khổ đau sinh tử, nhờ có cái đức tin ấy mà có thể thực hành những cái thiện pháp và đi đến đạt được cái trí tuệ giác ngộ ở tương lai. Thì với một cái người căn cứ vào cái con đường, như là một cái người có những cái ác nghiệp về thân, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, có những cái ác nghiệp về khẩu, như là nói dối, nói hai lưỡi, nói những cái lời độc ác, nói những cái lời nhảm nhí, và có những cái ác nghiệp về ý, như là tham lam, sân hận và tà kiến. Với cái người tạo ra được đầy đủ những cái ác nghiệp như vậy thì chắc chắn sẽ đi vào cái cõi khổ đau. Và trong 10 cái ác nghiệp ấy, có một cái ác nghiệp nó sẽ thâu nhiếp tất cả những cái ác nghiệp khác, đó chính là tà kiến. Với một cái người có tà kiến ở trên đời, tức là một cái người không tin có cái đời quá khứ, cũng không tin rằng mình sẽ có đời tương lai. Cái người ấy có tà kiến cho rằng không có cái nghiệp và quả của nghiệp, không có cái nghiệp của cái hành động thiện lành không để lại những cái quả báo an vui, cũng như cái hành động bất thiện không để lại cái quả báo khổ đau. Cái người có tà kiến như vậy, có chi kiến, có cái sự hiểu biết sai trái như vậy, thì cái người ấy sẽ tạo ra tất cả những ác nghiệp. Cái người ấy sẽ làm tất cả những cái tội lỗi về thân, về khẩu, về ý mà không có một chút hổ thẹn, không có một chút ghê sợ tội lỗi, không có một cái sự sám hối, không có cái sự ngăn ngừa chừa bỏ, thì chắc chắn cái người ấy sẽ tái sinh vào cái cõi khổ đau. Vì vậy, một cái người mà có thể giúp cho một cái người khác thoát ra khỏi những cái tà kiến ấy, tức là có được gặp giáo pháp, có được học cái hỏi cái giáo pháp để đoạn trừ được cái tà kiến ấy, thì cái người ấy khi có cái sự hiểu biết đúng, có cái chánh kiến rồi, tức là đã thay từ bỏ được cái tà kiến, trở thành cái người có chánh kiến, tin rằng có nhân quả nghiệp báo, có cái đời quá khứ, có cái đời tương lai, có cái quả báo của những cái việc làm bất thiện, có những cái quả báo an vui của những cái việc làm thiện này, có những cái cảnh giới hóa sinh, có những cái đạo nộ tu tập để đi đến chấm dứt khổ đau. Người khi mà mình có được cái chi kiến như vậy, có được cái chánh kiến như vậy, thì cái người ấy sẽ tránh xa tất cả những cái sự nỗi nầm ở thân khẩu ý, và cái người ấy chắc chắn sẽ tạo ra được rất là nhiều những cái công đức phước lành ở trên cuộc đời. Cũng như vậy, với một cái người mà biết tránh xa sát sinh, tránh xa trộm cắp, tránh xa tà dâm, tránh xa nói dối, nói những cái lời chia rẽ, độc ác, phù phiếm rồi, và cái người ấy là người không tham lam, không có sân hận, và cái người ấy có chánh kiến, thì trong 10 cái thiện pháp ấy, trong 10 cái thiện nghiệp ấy,
thì cái thiện nghiệp cao thượng nhất, cao quý nhất nó sẽ bao gồm tất cả 10 cái thiện nghiệp ấy, chính là chánh kiến. Tức là cái người ấy chỉ cần là một cái người có sự hiểu biết đúng, có cái sự hiểu biết chân chánh thì nó sẽ bao gồm hết. Cái người ấy khi đã có chánh tri kiến rồi, có cái trí tuệ nhận thức đúng rồi, thì người ta sẽ tự biết tránh xa những cái điều tội lỗi ở thân, ở khẩu, ở ý. Vậy thì cái pháp mà có thể đưa đến cái sự an vui nhất đó chính là có được cái trí tuệ. Và cái trí tuệ này nó cần được huân tập, nó cần được thực hiện hành bằng cái sự học cái giáo pháp, tức là đó là văn tuệ. Vậy thì một cái người nào có thể hướng dẫn cho cha mẹ mình đến những cái đạo tràng tu tập để có thể được nghe giảng pháp, được thân cận những bậc thiện tri thức, được thân cận những bậc chân nhân, được lắng nghe giáo pháp, thì cái sẽ phát triển là khiến cho những cái thân bằng của mình, những người thân của mình có được cái chánh tri kiến, thì đó là cái phước lành cao quý nhất, là cái phước lành cao thượng nhất ở trên cuộc đời. Khi là một cái người có nghe giảng pháp rồi, có ghi nhớ được cái giáo pháp ấy rồi, thì có cái sự tư duy theo cái giáo pháp ấy, đó được gọi là cái trí tuệ phát sinh ra từ cái sự tư duy. Bất cái vị ấy mới tự mình biết phân biệt được thiện ác chánh tà, thì mới biết tự mình sẽ tránh những cái việc ác, tự mình sẽ biết làm những cái việc lành. Và cũng chính vì vậy mà có thể đi đến thực hành và chứng ngộ được những cái điều mà mình đã học, đã thực hành ấy. Đó là cái sự tu tập về cái đời sống nội tâm. Vậy thì một cái sự để mà giúp cho cha mẹ được đạt được cái sự an vui nhất thì không phải là mình cứ tạo ra nhiều cái vật chất, không phải là mình có thể mình cứ nói ra những cái lời nói để thể hiện cái tình cảm, cái tình thương tha thiết, hay là mình có thể khóc than khi thấy những người thân của mình khổ đau hay qua đời, hay là cái mình có thể thể hiện bằng cái sự cúng bái, bằng cái sự lập những cái ban thờ, thờ tự lễ nghi, không phải là đấy, cũng chưa phải là báo đáp cái thâm ân đối với lại thân bằng quyến thuộc người thân của mình, mà cái người ấy cần có cái chánh kiến, cần có cái sự hiểu cái đạo lý, đó là hướng dẫn cho cha mẹ và những cái người thân con cái của mình biết học Phật pháp, biết thực hành Phật pháp, và sẽ luôn luôn sống trong cái chánh niệm tỉnh giác trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì mỗi người có thể tùy theo cái khả năng của mình, cái sự hiểu biết của mình, thọ trì một cái pháp môn nào đấy để mình tu tập, mình giữ được chánh niệm trong cái cuộc sống hàng ngày này. Và vì ấy có thể thọ trì bằng một cái pháp là thực hành cái hạnh từ tâm, đó là mình có thể rải tâm từ đến tất cả chúng sinh bằng cách là cầu mong cho tất cả mọi người được an vui, thoát khổ đau. Mình có thể sống bằng cái bi tâm, đó là mong cho tất cả mọi người thoát khỏi những cái nỗi khổ đau sinh tử. Mình có thể sống bằng cái hỷ tâm, đó là mong cho tất cả mọi người không phải xa lìa những cái thành công đã đạt được. Hay là vì ấy có thể sống bằng cái xả tâm, đó là biết rằng tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Thì đấy là một cái người có được cái chánh niệm trong cuộc sống, hoặc là cái vị ấy có thể chánh niệm bằng cái sự thực hành những cái pháp thiền về niệm về hơi thở vào ra, vị ấy chánh niệm tỉnh giác như là Đức Phật nói, vị ấy đi đến gốc cây, đi đến ngôi nhà trống, hay đi đến một cái nơi yên tĩnh, thanh tịnh, vắng vẻ, vị ấy chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Khi chú tâm chánh niệm tỉnh giác để gột rửa những cái pháp bất thiện, để gột rửa những cái phiền não tham sân si, gột rửa những cái triền cái, để vị ấy có thể đạt đến cái sự ni dục, ni bất thiện pháp. Hoặc là vị ấy có thể quán về cái sự vô thường,
trên thân tâm quán về cái khổ, cái vô ngã, trên cái thân tâm danh sắc này, thì với một cái người có cái sự tu tập như vậy thì chắc chắn sẽ giải thoát ra khỏi những cái nỗi khổ đau, những cái sầu bi ưu não ở trong cái đời hiện tại này. Và cái khuynh hướng ấy, cái sự thực hành ấy, cái chánh niệm tỉnh giác ấy sẽ đi đến chấm dứt khổ đau, sẽ chứng đắc được niết bàn, chấm dứt cái luân hồi tái sinh ở trong ngày vị lai. Vậy thì tất cả những cái người con ở trên cuộc đời này, ai mình cũng có những người thân thương, những cái người cha mẹ, thì mình hãy hướng cho cha mẹ của mình đến với Phật Pháp để học Phật Pháp, để thực hành Phật Pháp. Đó là cái sự báo hiếu cao thượng nhất, cái sự báo hiếu tối thượng nhất. Và tất cả những cái người đã làm cha làm mẹ, mình hãy hướng dẫn cho những cái con cái, con cháu của mình cũng được đến với Phật Pháp, được nghe giảng giáo Pháp, được thực hành giáo Pháp và sống có chánh niệm tỉnh giác, có cái pháp môn để tu tập, để chuyển hóa nội tâm, thì sau này những cái người con ấy sẽ trở thành những cái người con đại hiếu, sẽ trở thành những cái người con hiếu hạnh, sẽ tế độ được cha mẹ, đi đến giải thoát khổ đau. Thì đấy là cái tinh thần báo hiếu của đạo Phật, được Đức Phật giảng dạy ở trong các kinh điển, còn được truyền thừa lưu truyền mãi mãi đến bây giờ và mãi mãi đến ngàn sau. Thì đấy là cái tinh thần hiếu hạnh của những cái người con Phật, của những cái người học cái giáo pháp của Đức Phật, là cái sự hướng dẫn cho những cái người thân của mình, cho những người con mình phải tế độ, phải có cái bổn phận như vậy, phải tế độ cha mẹ mình thoát khỏi những cái nỗi khổ đau ở hiện tại và thoát khỏi những cái nỗi khổ đau ở trong tương lai và thoát khỏi cái nỗi khổ đau sinh tử. Vậy chỉ khi nào cha mẹ có cái khuynh hướng hướng đến niết bàn, làm cái việc gì cũng luôn luôn có cái ước nguyện chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai. Vì vậy cho nên khi vị ấy có cái hạnh như là lễ Phật, hay tụng kinh, hay nghe pháp, hay ngồi thiền, hay bố thí, hay làm một cái việc phước thiện gì đấy, cũng có cái ước nguyện rằng cầu mong cho những cái thiện pháp này, những cái công đức, cái phước lành này sẽ là cái duyên để chứng ngộ niết bàn, để cho con được chứng ngộ niết bàn ở trong ngày vị lai. Và những cái công đức phước lành này xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, như ông bà cha mẹ, cầu mong cho các vị ấy cũng được chứng ngộ niết bàn ở trong ngày vị lai, như là cái công đức phước lành này hồi hướng chia phước đến thân bằng quyến thuộc ông bà cha mẹ ở hiện tại, cũng cầu mong cho các vị ấy được chứng ngộ niết bàn, được đoạn trừ hết phiền não ô nhiễm tham sân si, được giải thoát khổ đau sinh tử trong ngày vị lai. Nếu một cái người luôn luôn có cái ước nguyện như vậy thì đó mới là cái ước nguyện cao thượng, mới là cái ước nguyện cao chân chánh, mới có thể chấm dứt khổ đau được. Đấy là một cái người con nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu, mình đến chùa để lễ Phật, tạo những cái phước hồi hướng cho ông bà cha mẹ, thì đồng thời mình cũng ôn lại những cái lời giảng dạy, những cái tư tưởng, những cái giáo pháp của Đức Phật đối với cái hạnh hiếu, để trở thành những cái người con đại hiếu theo tấm gương của các bậc thánh nhân, để tế độ cho cha mẹ mình được giải thoát khổ đau. Thì đấy là cái nội dung ý nghĩa mà cái bài pháp về cái sự báo hiếu là tế độ cha mẹ giải thoát khổ đau sư chia sẻ đến tất cả các Phật tử về tham dự lễ hôm nay. Kính chúc cho tất cả các quý vị mạnh khỏe, an vui và trở thành những người con hiếu hạnh, tế độ được cha mẹ mình đến với Phật Pháp và giải thoát khổ đau. Chúng con kính bạch sư. Kính thưa quý Phật tử, vậy là thời pháp thoại của sư đã kết thúc. Và hôm qua và hôm nay, thì hôm qua sư giảng về thiền, hôm nay sư giảng về đạo hiếu nhân lễ Vu Lan. Thầy xin nhắc lại một lần nữa là có một số Phật tử hôm qua không có tham dự, thì thầy xin nhắc lại là sư Thanh Minh
trụ trì chùa Phúc Minh ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Và Phật Pháp á, thì giống như là cái bãi biển, mình đi xuống cái bãi biển giai đoạn đầu nó thoai thoải nhưng mà càng đi nó càng sâu. Có những cái bài kinh khi mình chưa hiểu á, thì mình đọc vào mình rất là khó. Khi mình học mình tu một chút thì mình sẽ hiểu thêm một chút. Và càng học tu sâu sắc thì mình sẽ hiểu cái bài kinh đó sâu sắc. Phật Pháp là mênh mông, Phật Pháp là bao la với trí tuệ của Đức Phật. Và xin thưa quý vị thì giống như cái bãi biển đó, Phật tử trở về chùa, có những Phật tử là đi chùa, có những Phật tử là đi học và có những Phật tử là đi tu. Phật tử đi chùa tức là những Phật tử về chùa lễ Phật tụng kinh gieo duyên rồi thôi. Tức là cũng có phước báu đó, cũng thiện đó, nhưng mà nó chỉ là một cái rất là nhỏ trong cái Phật Pháp. Phật tử đi học tức là Phật tử về chùa học Pháp, nghe Pháp. Và học Pháp, nghe Pháp cũng giúp mình có chánh kiến, cũng giúp mình đã giải quyết được rất nhiều khổ đau rồi. Nhưng mà với trí văn, với trí tuệ của việc học Pháp á, nó không có giải quyết rốt ráo của vấn đề, mà phải qua cái vấn đề là đi tu. Đi tu ở đây tức là quý Phật tử về chùa cũng nghe Pháp và nắm được một cái Pháp tu. Thì nắm được cái Pháp tu á, thì gọi là giới định tuệ. Còn nắm được cái Pháp học á, thì gọi là kinh lục luận. Thì trong giới định tuệ, trong giới định tuệ là pháp hành của Phật giáo, sẽ có là giữ giới, song hành thiền định và thiền tuệ. Và thầy xin nhắc đến quý vị và cũng là khuyến khích quý vị, đó là nếu quý vị nào mà muốn được hành thiền một cách bài bản chuẩn nhất từ thời Đức Phật nha, từ thời Đức Phật Thích Ca, thì thầy rất là mong quý vị nên sắp xếp thời gian, ít nhất giai đoạn đầu quý vị có thể vào cái trang Facebook của chùa Phúc Minh, quý vị vào chùa Phúc Minh, hoặc là quý vị lên trên YouTube, quý vị tìm cái tên của sư Thanh Minh thì sẽ vào cái kênh YouTube những cái bài giảng của sư. Sư chỉ dạy cho quý vị cái phương pháp hành thiền, các cái đề mục thiền định và các cái đề mục thiền quán, từ cơ bản nhất đến sâu sắc nhất, đến rốt ráo vấn đề, tức là mình có thể thâm hiểu Phật Pháp một cách cao sâu nhất có thể. Thì có những Phật tử chỉ có thể nếm được một phần nào nhỏ thôi. Có những Phật tử có duyên lành nhiều kiếp rồi, hoặc đời này hoặc nhiều kiếp á, quý vị sẽ nếm sâu hơn những cái phương pháp thực tập các đề mục thiền định để đạt được tứ thiền bát định, hoặc là sâu hơn nữa là các đề mục thiền quán. Thì khi mà bước vào tu tập những đề mục đó là gần như chắc chắn là mình phải có thầy, có người hướng dẫn mình mới đi xa được. Còn mình đi trung bình, đi giống như mình cưỡi ngựa xem hoa thì nó dễ, tu kỷ niệm tu cưỡi ngựa xem hoa thì nó dễ lắm, nhưng mà bắt đầu tu gọi là sâu sắc một chút thì phải có thầy. Thì thầy giới thiệu đến quý vị là hôm qua thì sư giảng về cái bài là phương pháp thực hành thiền tuệ là rốt ráo đó. Và mà những cái lần trước thì sư có giảng là thiền rải tâm từ, thiền niệm ân Đức Phật và đề mục hơi thở, thiền định. Thì thầy mong quý vị có thể nghe lại các bài giảng đó, và nhất là những cái bài giảng của sư đã giảng. Và sư hàng tuần vào những ngày giới á, thì sư có truyền giới bát quan trai cho quý vị, sư giảng kinh Trung Bộ và nhiều cái bài giảng khác nữa. Quý vị nên tìm về cái trang chùa Phúc Minh để học hỏi. Còn nếu quý Phật tử nào mà muốn mình tự thân mình cảm nhận, tự thân mình trải nghiệm cái sự hỷ lạc do thực tập giáo pháp đem lại á, thì lúc đó mình nên ra ngoài chỗ sư, ra ngoài chỗ sư để mà mình được sự hướng dẫn trực tiếp của sư. Thì lúc đó mình sẽ được nếm trải cái sự an lạc, màu nhiệm của giáo pháp mà trước nay mình chỉ thấy ở trong những cái trang kinh. Có những lúc mình đọc mình hiểu đó, nhưng có những trang kinh mình chỉ biết nó là vi diệu cao siêu thôi, mình không thể nếm được. Thì quý vị muốn nếm được và được sư hướng dẫn tận tình chỉ bảo từ thấp lên cao thì xa hơn là quý vị nên ra ngoài sư đó, để mà quý vị được mà cơ duyên, được phước phần để sư chỉ dạy cho quý vị. Hai hôm nay sư vào đi rất là xa, phải đi xe lên Hà Nội rồi bay vào, rồi lát nữa đây là gần 9 giờ là sư ra sân bay, rồi sư về lại Hà Nội, rồi lại đi ngược xe về lại Thái Bình, rất là vất vả. Và quý vị biết là sự có mặt của sư là một diễm phúc cho đạo tràng của mình. Và thầy xin nhắc lại, đạo tràng của mình học thì có thể học rất là nhiều pháp, học nhiều, nhưng mà về pháp hành là bản thân thầy, bản thân các chú đệ tử của thầy và những Phật tử thân tín mà thầy đang hướng dẫn giảng dạy, là pháp hành là nương nơi sự chỉ dạy của sư. Và giới định tuệ thì quý vị nào mà muốn đi xa hơn trên con đường Phật Pháp, giống như mình nếm trải được những cái viên ngọc, nếm trải được những cái sâu diệu nhất của Phật Pháp, thì quý vị hãy sắp xếp, có thể giai đoạn đầu ở đây thầy hướng dẫn cho quý vị đọc những cái quyển sách nào đó, quý vị nên đọc những giáo lý cơ bản, rồi
những gì mà thầy vừa giới thiệu đó, quý vị nên nhớ để có thể tìm đến chùa của sư hoặc những cái trang của sư để quý vị nghe pháp. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch sư. Như vậy là chúng con đã được nghe hai bài pháp thoại của sư ngày hôm qua và ngày hôm nay. Chúng con biết sư thương tưởng đến chúng con đã từ tỉnh Thái Bình xa xôi về đây để chia sẻ giáo pháp. Chúng con biết rằng khi sư trở về đây, đó là sự rất là mệt nhọc ở thân của sư. Sư đã sắp xếp thời gian công việc rất là nhiều. Trong hai ngày qua, sư giảng một bài pháp về thiền tập và sư giảng một bài pháp về công ơn cha mẹ. Chúng con, chư tăng và quý Phật tử tại chùa An Lạc xin nguyện khắc ghi lời sư chỉ dạy để ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Chúng con nguyện sẽ thực tập theo những gì sư chỉ dạy trong hai bài pháp hai ngày hôm nay, cũng như những gì sư đã chỉ dạy trong các bài pháp những lần trước sư có duyên về chùa An Lạc, cũng như những gì sư đã chỉ dạy qua những cái trang sách sư đã viết ra. Con xin thay mặt cho chư tăng và quý Phật tử tại chùa An Lạc, với tất cả sự biết ơn, với tất cả sự tôn kính, chúng con xin y giáo phụng hành và nguyện thực hành những gì sư chỉ dạy. Vào giờ phút này, buổi pháp thoại đã kết thúc. Con xin thay mặt cho chư tăng và Phật tử một lần nữa nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho sư thân khỏe, tâm an, trí bi viên mãn để hướng dẫn chúng con cùng quý Phật tử trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả các Phật tử đọc theo sư. Idam me punyam asavakkhajam Vaham hotu Idam me punyam Nibbanasa Paichajo hotu Mama punya pagam Sabba sattanam Pachemi Tesabe Medamam punya pagam napandu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên chứng ngộ niết bàn. Phước lành này của con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con xin chia đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tại. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du, lành thay, lành thay, lành thay. Yeah.